Chọn Toyota Wigo 2018 hay xe lắp ráp Kia Morning 2018. Toyota Wigo 2018 và Kia Morning 2018 là hai mẫu xe hatchback có giá dưới 400 triệu đồng, được đánh giá cao trong phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A trên thị trường. Hãy cùng chúng tôi so sánh xe Toyota Wigo 2018 và Kia Morning 2018 để xem ưu thế sẽ thuộc về xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia là Toyota Wigo 2018 hay mẫu xe được lắp ráp trong nước Kia Morning S2018. Trong phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A trên thị trường Việt Nam, Kia Morning chỉ xếp sau Hyundai Grand i10 về doanh số bán hàng. Đánh giá xe Kia Morning, các chuyên gia đề cao giá trị sử dụng mà mẫu xe đô thị cỡ nhỏ này mang đến cho người dùng. Đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất Kia Morning S2018 với loạt trang bị tiện nghi và an toàn thật sự chinh phục được khách hàng trong nước. Hiện tại, Kia Morning lưu hành tại nước ta với 5 phiên bản là Morning MT, Morning EX, Morning SIMT, Morning SIAT và Morning SAT. Giá xe Kia Morning 2018 dao động từ 290 triệu đồng đến 390 triệu đồng. Có thương hiệu là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Toyota Wigo được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam. Dự kiến Toyota Wigo sẽ giao đến tay khách hàng bắt đầu từ tháng 8 này. Xe sẽ được bán ra với hai phiên bản là Wigo 1.2MT và Wigo 1.2GAT. Giá xe Toyota Wigo dự kiến vào khoảng 341 triệu đồng đến 395 triệu đồng. Đây cũng là lần đầu tiên thương hiệu Toyota nhập khẩu xe phân khúc cỡ nhỏ về Việt Nam. Chính vì vậy, đánh giá xe Toyota Wigo, giới chuyên môn cho rằng mẫu xe có thương hiệu Nhật Bản sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh thú vị với các đại diện sừng sỏ trong phân khúc như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đưa ra so sánh xe Toyota Wigo 2018 và Kia Morning 2018 để xem trong phân khúc xe cỡ nhỏ có tầm giá dưới 400 triệu đồng, khách hàng nên chọn lựa xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia là Toyota Wigo 2018 hay mẫu xe được Trường Hải lắp ráp trong nước Kia Morning 2018. Cụ thể, chúng ta sẽ chú trọng so sánh sâu hơn về Toyota Wigo AT 2018 và Kia Morning SAT 2018. Đây là hai phiên bản cao cấp nhất của những mẫu xe này. Từ đó sẽ có cái nhìn khách quan nhất để khách hàng dễ đưa ra lựa chọn hơn. Về giá bán, Toyota Wigo AT 2018 có giá dự kiến 395 triệu đồng và giá bán hiện tại của Kia Morning SAT 2018 là 390 triệu đồng. So sánh Toyota Wigo 2018 và Kia Morning 2018 về giá bán, đặc biệt ở hai phiên bản cao cấp nhất, có thể thấy giá hai mẫu hatchback cỡ nhỏ này tương đương nhau. Mặc dù giá xe Toyota Wigo AT 2018 chưa có mức niêm yết cụ thể, tuy nhiên khách hàng có thể hy vọng sẽ không có sự chênh lệch quá lớn giữa Toyota Wigo, Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Về kích thước, Toyota Wigo 2018 có chiều dài tổng thể 3.660mm, chiều rộng 1.600mm và chiều cao 1.520mm. Xe có chiều dài trục cơ sở mức 2.450mm. Còn ở trên Kia Morning 2018 với chiều dài tổng thể 3.595mm, chiều rộng 1.595mm và chiều cao 1.490mm. Kia Morning có chiều dài trục cơ sở 2.385mm. So sánh xe Toyota Wigo 2018 và Kia Morning 2018 về kích thước, có thể thấy mẫu xe nhập khẩu Toyota Wigo thắng thế hơn Kia Morning. Wigo sở hữu kích thước tổng thể lớn hơn, từ đó mang đến không gian rộng rãi, thoải mái hơn cho khách hàng sử dụng. Nhìn chung, cả Toyota Wigo 2018 và Kia Morning 2018 đều chiếm được cảm tình của khách hàng với thiết kế mang đậm phong cách thể thao,
khỏe khoắn, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Toyota Wigo 2018 có các màu xe: màu cam, màu đen, đỏ, xám, bạc, trắng. Còn Kia Morning 2018 có các màu xe: màu trắng, bạc, vàng, vàng đậm, nâu và đỏ. Trong khi Toyota Wigo gây ấn tượng với lưới tản nhiệt nan đơn được nhấn bởi thanh ngang mạ chrome, hốc gió kiểu dáng hình lục giác cá tính, nắp capo nổi bật với những đường gân, thì Kia Morning trung thành với tản nhiệt kiểu mũi hổ sắc sảo, cùng các chi tiết nối liền mạch như hốc gió và hốc đèn tạo ra tổng thể rất hài hòa. Toyota Wigo 2018 và Kia Morning 2018 đều được trang bị đèn pha halogen. Riêng Morning vượt trội hơn với đèn LED chiếu sáng ban ngày. Cá tính là những gì có thể cảm nhận rõ rệt khi nhìn phần thân xe của Kia Morning 2018. Những đường gân chìm dưới cửa xe, mâm xe 4 chấu kép 15 inch mang đến tính thể thao, năng động cho Kia Morning 2018. Xe cũng được trang bị gương chiếu hậu màu đen có khả năng chỉnh gập điện và tích hợp đèn báo rẽ xi nhan. Ngoài ra, hệ thống treo phanh đĩa MacPherson cho bánh trước, trục xoắn tăng chống cho bánh sau cũng độ thêm sức khỏe khoắn cho Kia Morning 2018. Trong khi đó, thân xe Toyota Wigo lại khá lành với mâm xe 14 inch. Gương chiếu hậu chỉ có chức năng chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, tay nắm cửa kiểu truyền thống. Không chỉ có thân xe dễ thu hút người nhìn hơn, thiết kế đuôi xe của Kia Morning cũng được xem là ăn đứt Toyota Wigo. Thiết kế hai ống xả đặt ở giữa thay vì hai bên truyền thống mang đến sự tươi mới, trẻ trung cho xe. Cùng với đó, cụm đèn hậu tích hợp bóng LED sắc sảo cũng tô đậm cho vẻ hiện đại của mẫu xe đô thị đương thời. Thực tế thì so với đầu xe và thân xe, thiết kế đuôi xe của Toyota Wigo ổn hơn và có nét riêng. Xe được trang bị cụm đèn hậu bóng LED hiện đại. Tuy nhiên, có một điểm trừ, đó là để có thể mở cốp khoang hành lý, tài xế phải bấm chốt ở vị trí ghế lái thay vì mở bằng tay nắm cửa dễ dàng như trên các mẫu xe trong cùng phân khúc là Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Vì kích thước lớn hơn nên Toyota Wigo AT 2018 thắng thế so với đối thủ Kia Morning S AT 2018 khi mang đến không gian xe rộng rãi và thoáng đãng. Tuy nhiên, nếu so về nội thất thì Kia Morning S AT 2018 hoàn toàn có thể bỏ xa mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia. Nếu như Kia Morning S AT 2018 chinh phục người dùng với nội thất sang trọng, tiện nghi như vô lăng hai chấu bọc da tích hợp các nút điều khiển âm lượng và hệ thống giải trí, màn hình hiển thị 7 inch, thì nội thất của Toyota Wigo phần lớn làm từ chất liệu nhựa cứng và bọc nỉ. Ghế ngồi của Kia Morning S AT 2018 được bọc da sang trọng, phối màu bắt mắt với hai tông màu nổi bật là beige và cam. Khoảng cách giữa hai hàng ghế khá thoải mái, hàng ghế sau có thể gập gọn lại để nới rộng diện tích khoang hành lý. Tuy nhiên, ghế của Kia Morning có một điểm trừ lớn, đó là không có vị trí tựa đầu thứ ba ở hàng ghế sau. Trong khi đó, cả hai phiên bản của Toyota Wigo chỉ được trang bị ghế bọc nỉ. Bù lại, nhờ lợi thế về diện tích khoang xe khá rộng rãi nên khách hàng vẫn cảm nhận được rõ sự thoải mái khi ngồi. Ngoài ra, ở hàng ghế sau có thiết kế 3 tựa đầu giúp người ngồi lâu cảm thấy dễ chịu, nhưng vẫn thiếu sự hoàn hảo vì độ dày hạn chế của ghế ngồi. Nếu so sánh xe Toyota Wigo 2018 và Kia Morning 2018 về tính năng tiện nghi trang bị trên hai phiên bản cao cấp nhất, thì cán cân lợi thế sẽ nghiêng về mẫu xe lắp ráp của Trường Hải. Kia Morning S 2018 mang đến những trải nghiệm thú vị với hệ thống giải trí khá đa dạng, được hiển thị qua màn hình 7 inch và dàn âm thanh 4 loa cùng không gian xe thoáng đãng nhờ hệ thống điều hòa tự động. Ngoài ra, Morning S cũng được lắp ráp hệ thống GPS định vị dẫn đường. Trong khi đó, Toyota Wigo chỉ được trang bị hệ thống điều hòa chỉnh tay, chìa khóa cơ truyền thống.
âm thanh 4 loa cùng khả năng kết nối CD thông qua Bluetooth, USB, AUX. Điểm cộng để khiến khách hàng hài lòng hơn về độ tiện nghi của Toyota Wigo 2018 chính là ở diện tích khoang hành lý có thể sánh ngang với những mẫu xe thuộc phân khúc hạng B. Xét về yếu tố an toàn, phiên bản cao cấp nhất của Kia Morning được trang bị khá đầy đủ các hệ thống như camera lùi, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hai túi khí. Toyota Wigo cũng được trang bị những hệ thống an toàn tương tự như Morning nhưng thiếu hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD. Kia Morning S2018 sử dụng động cơ 1.25 lít kết hợp hộp số tự động 4 cấp, cho phép xe sản sinh công suất 86 mã lực, mô men xoắn cực đại 120 Nm. Đa phần khách hàng dành nhiều lời nhận xét tích cực về khả năng vận hành ổn định và cảm giác lái êm mượt mà Kia Morning S mang lại. Tuy nhiên, nếu xe di chuyển ở tốc độ cao trên 100 km/h khi lưu thông trên các tuyến đường cao tốc thì Kia Morning lại khá rung lắc. Toyota Wigo AT 2018 sử dụng động cơ 1.2 lít Dual VVT-i kết hợp hộp số tự động 4 cấp, cho phép xe đạt công năng 87 mã lực, mô men xoắn cực đại 110 Nm. Các chuyên gia đánh giá Toyota Wigo AT 2018 mang đến cảm giác lái nhanh nhạy, mạnh mẽ cùng hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu thấp, ổn định. Sau khi so sánh xe Toyota Wigo AT 2018 và Kia Morning S AT 2018, chúng tôi nhận thấy cả hai đại diện trên đều là những mẫu hatchback giá rẻ có giá trị sử dụng cao cho phần đông đối tượng khách hàng Việt. Với thiết kế nhỏ gọn đặc trưng của phân khúc xe hạng A, Toyota Wigo 2018 và Kia Morning 2018 đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển linh hoạt trong điều kiện đường thành phố đông đúc. Ngoài ra, nếu yêu cầu thích sự trẻ trung, cá tính và công nghệ, khách hàng có thể lựa chọn Kia Morning S 2018. Nếu thích sự bền dáng, tính thương hiệu và cảm giác lái đầm chắc tay thì Toyota Wigo lại là mẫu xe xứng đáng cho bạn lựa chọn.